Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi chợ cả nhà, mình thấy người ta bán rất là nhiều cái trái chanh dây này luôn. Đó. Thì mình quyết định mua về trước là để làm nước uống giải khát cho gia đình, và sau đó đó mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cách ươm trồng những cái hạt chanh dây này. Rất là đơn giản luôn mà ai ai cũng có thể trồng được ha. Đó, nếu cả nhà thấy thích cái hương vị chanh dây này và muốn trồng nó trong gia đình mình vừa làm bóng mát và vừa có trái để gia đình mình thưởng thức, thì hãy cùng theo dõi ha. Mình chia sẻ cách ươm trồng những hạt chanh dây này rất là đơn giản luôn á cả nhà. Thì trước tiên ha, thì mình sẽ bổ những trái chanh dây này ra, và mình sẽ lấy những cái hộp chanh dây này ra, và mình gạn lấy quậy lấy nước á cả nhà. Đó, mình quậy, mình bỏ tí nước vô mình quậy ha. Mình quậy sau đó đó mình lược lấy cái nước để mình pha nước chanh dây cho gia đình mình uống. À, sau đó còn những cái hạt ha. À, thì những cái hạt này á, mình phải ngâm qua 12 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Sau 12 tiếng đồng hồ thì mình sẽ lấy một cái rây và mình sẽ chà sát những cái màng bọc của cái hạt chanh dây á, mình chà cho nó sạch sẽ ha. Đó, khi mình chà nó sạch sẽ được cái lớp đó rồi á, thì mình có thể phơi lên và mình để dành á, mình ươm trồng, hoặc là mình có thể dùng hết một lần. Thì khi mình muốn ươm trồng cho cây nó nhanh nảy mầm á, mà cho nó rất là nhanh nảy mầm luôn, thì mình sẽ tiếp tục mình bỏ vô nước mình ngâm. Đó, mình ngâm sau một ngày nữa ha cả nhà. Thì mình ngâm sau một ngày nữa thì mình sẽ vớt những cái hạt đó ra. Đây, vậy là tổng cộng mình sẽ ngâm 2 ngày. Và mỗi ngày mình đều rửa và thay nước sạch ha cả nhà. Đó, mình ngâm những hạt chanh dây này 2 ngày. Và sau đó đó mình sẽ mang những hạt chanh dây này ra ngoài một cái chậu nào đó. Tại vì gia đình mình trồng thì mình chỉ cần trồng vài cây đó, nên mặc dù là mình ươm rất là nhiều như vậy, nhưng mình sẽ lược lấy vài cây mình khỏe mạnh nhất để mình ươm trồng ha. Còn như người ta đó mà người ta trồng để bán, thì người ta sẽ ươm từng hạt vô từng cái bầu nhỏ đó để người ta bán. Còn gia đình mình thì mình cứ rải vô một cái chậu nào đó, mình rải cho nó ké đó cả nhà. Đó, ké vô cái chậu này ha. Rồi sau đó mình rải đều ra, xong mình phủ một lớp đất đó, cho nó nhẹ lên như vậy. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, cả nhà trộn đều những cái hạt chanh dây với đất. Và sau đó có thể phủ một lớp đất mỏng lên trên nữa, và mình tưới ẩm ha. Thì mình giữ ẩm hàng ngày. Đó, những hạt chanh dây này thì mình phải thường xuyên dưỡng ẩm. Sáng mình tưới nước một lần, chiều mình tưới nước một lần. Đó. Thì sau một thời gian rất là ngắn, những cái hộp chanh dây nó sẽ phát triển như vậy ha. Đó, cả nhà thấy rất là đơn giản mà cây nó lên rất là tốt đúng không ạ? Thì trong những cây này á, thì mình sẽ chọn ra những cây nào mà khỏe mạnh nhất. Đó, mình sẽ bứng ra những cây nào có sức sống mạnh nhất thì mình sẽ bứng ra ngoài cái chậu riêng, và mình sẽ ươm trồng những cái chậu bự ha cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó rất là xanh tốt luôn. Rồi còn đây, đây là mình bứng những cái cây ra những cái chậu mình ươm này cả nhà. Thì khi mình tách nó ra những cái chậu nhỏ riêng biệt như vậy thì cây nó phát triển rất là nhanh ha. Đây, còn đây là những cây mình trồng trước đó nữa. Đó. Cây lên rất là khỏe mạnh luôn cả nhà, mà nó rất là ít sâu bệnh. Cây nó phát triển rất là tốt luôn. Cây này đáng lẽ là nó dài lắm rồi đó, nhưng mà mình chưa chọn được cái vị trí trồng á, nên mình cứ phải cắt ngắn nó đi. Mình chỉ dưỡng cái gốc thôi. Và một lúc nào đó mình chuẩn bị được một cái vị trí trồng đẹp á, thì mình sẽ cho phân rồi xuống cho nó đầy đủ trong cái hố, và mình sẽ để những cái cây này lên ha. Mình sẽ trồng thì cây nó sẽ phát triển rất là mạnh luôn ha cả nhà. Đó, mấy cây này nó lớn lắm rồi nè, mà tại vì mình chưa có mang ra đất trồng á, nó ra dài mình cứ cắt đi, mình dưỡng cái bộ gốc nó thôi à. Cả nhà cũng có thể trồng những cây chanh dây này á thành cái dạng bonsai ha. Đó, nếu mình trồng vào những cái chậu á, mình cứ dưỡng cái gốc nó thì sau này nó vẫn có thể ra trái ha cả nhà, nhưng mà dĩ nhiên là ra ít vì mình tạo dáng bonsai. Đó, cả nhà thấy cái cây cái lá nó rất là xanh mướt luôn đúng không à. Rồi hôm nay mình chia sẻ như vậy ha, mong gửi gắm đến tất cả mọi người. Nếu mà ai có thích cái hương vị chanh dây này và thích có một cái vàng bóng mát cho sân nhà, thì mình có thể bắt tay vào trồng nha.
Cảm ơn cả nhà đã ghé xem video. Chúc con điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Cả nhà thấy thích thì nhớ tặng mình một like. Và đừng quên đăng ký cùng nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất nha.